Chiều ngày 28 tháng 9 năm 2022, tại nhà thi đấu quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, với mong muốn giảm áp lực tinh thần cho các bạn trẻ trước khi bước vào năm học mới, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chia sẻ với gần 2.000 bạn tân sinh viên trường quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội về cách trân quý bản thân và sức khỏe tinh thần theo giáo lý Phật giáo. Theo Thượng tọa, trong xã hội ngày nay, khi đời sống vật chất càng trở nên phong phú, dồi dào, thì chúng ta phải biết xây dựng, chăm chút cho đời sống tinh thần, tâm linh, thực tập các nguyên tắc đạo đức, từ bỏ tham sân si, vốn là nguồn gốc gây nên đau khổ, mệt mỏi trong cuộc sống, để từ đó mang lại sự hạnh phúc, an lạc trong tâm hồn. Nhân đây, Thượng tọa mong muốn mỗi bạn trẻ cần luôn khắc ghi và báo đáp tứ trọng ân cao cả mà Đạo Phật luôn đề cao, đó là ơn Tổ quốc, ơn Thầy cô, ơn cha mẹ, ơn xã hội, đồng bào, nhân loại. Bởi làm người phải luôn biết sống tri ân và báo ân. Người sống biết ơn chắc chắn sẽ thành công. Thượng tọa cũng chia sẻ với các bạn trẻ cách giữ cân bằng giữa cuộc sống bộn bề áp lực như hiện nay. Theo Thượng tọa, phải thực tập cách thiền định để hóa giải sự bất an. Hãy tập trung cao độ trong khi học và làm việc. Chỉ có tập trung mới tiếp thu được các bài học và hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Mỗi ngày nên dành thời gian 10 phút buổi sáng khi mới thức dậy để định hướng trước những kế hoạch ta cần làm trong ngày với năng lượng lạc quan tích cực nhất. Sau một ngày dài, dành thêm 10 phút buổi tối để tĩnh lặng nhìn nhận lại những gì đã qua trong ngày, xem điều gì ta đã đạt được và điều gì ta cần rút kinh nghiệm. Có như vậy, ta mới sống mỗi ngày thật ý nghĩa. Bởi vì thời gian trôi đi rất nhanh, đừng bao giờ lãng phí thời gian cho những việc vô bổ. Cần phải biết sắp xếp thời gian một cách khoa học để có thể tận hưởng cuộc sống này một cách hoàn hảo nhất. Bởi vì mỗi người chỉ có thể sống một lần. Hãy khắc ghi câu thần chú, tâm an vạn sự an, tâm bình thế giới bình. Khi ta học được cách giữ tâm an chú, biết quán chiếu, biết tri ân và báo ân, làm những việc thiện lành, có nhận thức đúng đắn, giữ tinh thần lạc quan, trân trọng cuộc sống, ta sẽ đạt được thành tựu và sẽ có được hạnh phúc mà ta mong muốn. Sau gần 45 phút giao lưu và chia sẻ cùng các bạn tân sinh viên của khoa quốc tế, Thượng tọa đã thực sự truyền được cảm hứng cho các bạn tân sinh viên để các bạn hướng đến chặng đường đại học phía trước và xa hơn là tương lai của các bạn sau này. Được biết, tuần lễ hội nhập là chương trình thường niên của khoa quốc tế hướng đến nhóm đối tượng là các em tân sinh viên của khoa. Mục đích là giúp trang bị kiến thức, tư duy và các kỹ năng cần thiết cho tân sinh viên để các em nhanh chóng hội nhập với môi trường đại học, tiếp thu hiệu quả các kiến thức chuyên môn, phát triển tiềm năng cá nhân.